Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì luật sư văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc muốn gửi cho quý vị và các bạn một video có tên là ai đóng tiền đo vẽ định giá và tiền đo vẽ định giá sẽ được tính toán như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, có hai cái vế trong cái việc mà ai đóng tiền đo vẽ định giá và tiền đo vẽ định giá sẽ được tính toán như thế nào. Tôi đặt giả sử tôi có một cái vụ án khởi kiện đến tòa án để tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tôi mua với giá 1 tỷ đồng. Tôi đi ký công chứng rồi. Tôi đã trả tới 800 triệu. Tuy nhiên là giờ kêu mà giao nhà, giao đất thì cái bị đơn họ nói họ không bán nữa. Và bây giờ nếu cần thì đưa cho họ thêm một số tiền 1 tỷ 2. Một cái yêu cầu đó rất là vô lý. Và tôi khởi kiện ở tòa. Thì quý vị và các bạn biết rồi, trong cái quá trình mà khởi kiện tranh chấp đất đai thì buộc lòng phải có đo vẽ và định giá. Thì thế là tôi có cái đơn yêu cầu đến tòa án xin đo vẽ tổng diện tích hồi đó tôi mua là 1.200 m2 trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất á. Và bây giờ tòa nói rằng là bây giờ yêu cầu nguyên đơn phải có cái đơn yêu cầu đo vẽ. Và tôi cũng đã thực hiện xong. Thì tôi mới nói rằng là ủa, tôi mới mua mà bản vẽ trên cái giấy sổ mới có tọa độ là năm 2018, nay mới có tháng 8 năm 2018, sao lại phải đo vẽ anh chị cho tốn tiền. Tòa bảo rằng là trong trường hợp tòa là một cái cơ quan quyền lực khác hẳn với cái bên cơ quan hành chính, là cơ quan bộ phận cấp giấy, văn phòng đăng ký. Vậy thì trong trường hợp chị khởi kiện tranh chấp 1.000 m2 đất vuông này thì chị phải tiến hành đo vẽ để chúng tôi biết được rằng cái việc đo vẽ này có diện tích bằng, lớn, nhỏ hơn. Và tôi đã làm cái đơn xin đo vẽ để và sau đó tôi đóng tiền. Mình đi kiện mà quý vị, mình không đi đóng tiền, ai đóng tiền cho mình? Thế là tôi tùy các bạn ạ, tùy. Có thể ở các bạn sẽ được tòa án giới thiệu ra một cái công ty đo vẽ, hoặc là các bạn chủ động tìm một cái công ty đo vẽ. Thì cái này tùy theo cái lệ của vùng miền thôi. Tuy nhiên thì một số tòa rất là dễ, anh đo vẽ chỗ nào cũng được hết. Có thể đo vẽ từ trung tâm sở tài nguyên môi trường của tỉnh, cũng có thể là đo vẽ từ công ty dịch vụ. Tuy nhiên cái công ty đó phải có cái chức năng đo vẽ và phải được kiểm tra nội nghiệp đầy đủ. Tòa nói bây giờ đối với vẽ 1.200 đó thì 5 triệu đồng, thì bây giờ ý của nguyên đơn sao? Dạ thưa tòa, số tiền nhiều quá tôi không có tiền đóng. Thì được không? Chắc chắn vụ kiện sẽ chậm lại một bước. Tại vì trong cái quá trình mà tòa thu thập chứng cứ, trong đó có bản tự khai, có biên bản hòa giải, có định giá, thẩm định, có ủy thác để thu thập chứng cứ, thì trong đó có một cái nguồn mà tòa buộc các bên đương sự trong tranh chấp bất động sản phải đo vẽ. Mà thông thường thì là nguyên đơn. Chắc chắn là nguyên đơn. Thì ông đi kiện nè, ông không đo vẽ, ai đo vẽ, ông lẽ bắt ông bị đơn. Thì có trong cái vụ kiện này có rất là nhiều cái tình huống. Khi mà tòa yêu cầu đo vẽ thì nguyên đơn lại viện lý do trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tôi đã đủ rồi, có cái thông tin tòa cứ lấy đó đi. Lấy cái nguồn thứ hai nữa rằng là tôi không có tiền đóng tòa ơi. Cái người thứ ba rằng ủa, đây là vụ chia di sản thừa kế, vậy thì tổng cộng là 7 người cơ mà, tại sao tôi phải đóng? Thì tòa nói ông là nguyên đơn, ông không đóng, bây giờ
kêu mấy người lên, nếu mấy người đó động viên họ đóng một mỗi người bằng 1/7 thì gom lại tốt, còn không thì ông phải đóng chứ giờ ai đóng cho. Quý vị và các bạn thấy không, trong bất cứ một cái trường hợp nào đó rất rất là khó khăn. Bài toán nghiêng đơn đóng rồi, giờ tiếp theo bản án xử thì tòa kêu các bên lên. Bây giờ ông đo vẽ đó, ông định giá đó, là ông đã đóng tiền rồi, giờ ý ông sao? Thì thông thường trong những cái vụ kiện mà khách hàng là của văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc thì tôi nói thôi thì bây giờ mình đi khởi kiện. Cái mục đích của mình, đối tượng kiện là di sản thừa kế. Cái di sản mà mình được hưởng nó lớn so với cái tiền đo vẽ định giá, vậy thì thôi mình chịu vậy. Ở đây đó là ý kiến cá nhân của luật sư của một văn phòng. Tuy nhiên có những anh chị luật sư thì lại khác. Đây là tranh chấp hợp đồng. Sau khi mà hai bên thương lượng hòa giải thầm, đo vẽ tôi nữa, chuyện nữa. Đây là vụ xét xử trong cái vụ tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất, chia đều ra hết cho tất cả. Giờ tôi đóng có 7 triệu. Tôi đóng cho tiền đo vẽ là 7 triệu. Mà bây giờ có 3 đồng thừa kế, tôi yêu cầu chia ra 7 chia 3 có cả số lẻ. Thực ra thì rất là khó khăn. Thì thông thường các anh chị tòa án, thẩm phán vẫn hướng dẫn thôi, đối với cái số tiền này thì nguyên đơn cả đã đóng rồi. Thì mặc dù là chia thừa kế, mặc dù là tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng, tranh chấp hợp đồng mua bán, thôi thì bây giờ ý như thế nào? Hoặc là nếu mà hỗ trợ thì bây giờ hỗ trợ lại cái số tiền tròn tròn. Ví dụ như là bây giờ bên A đã đo vẽ định giá với số tiền là 7, bên nguyên đơn khởi kiện với số tiền là 7 triệu rồi, thì thôi bên bị đơn thối lại cho bên nguyên đơn 3 triệu chẳng hạn. Chứ đừng có lấy 7 triệu mà đi chia ra làm 3 rồi còn số lẻ. Đó là cái cách mà sẽ dễ dàng trong việc ghi nhận trong một cái quyết định công nhận sự thỏa thuận hoặc một bản án. Rút lại vấn đề nha quý vị và các bạn, trong quá trình khởi kiện ở tòa thì chúng ta cần phải đo vẽ, cần phải định giá. Thì tiền đo vẽ, tiền định giá nó không phải là nguyên tắc, mà do nguyên đơn ứng, nguyên đơn phải trả. Và sau này trong cái quá trình mà hòa giải, thỏa thuận và xét xử, nếu các bên không thể thỏa thuận được cái số tiền đã đo vẽ, đã thẩm định giá, thì tòa sẽ có phán quyết trên số tiền này. Thưa quý vị và các bạn, mong ước của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta sẽ đến lên đến con số 1.000 video. Vì thế tôi cũng rất mong quý vị và các bạn có những cái câu hỏi về nội dung đi tòa án, những cái nội dung gì liên quan đến việc tranh chấp, đến việc khởi kiện, đến việc hòa giải thầm, đến việc đo vẽ, định giá. Vui lắm, tôi kết lại một cái câu chuyện để tôi thấy, để các bạn thấy rằng là tôi nhiệt huyết đến mức độ nào. Có một sư thầy đến văn phòng, và sau khi mà sư thầy đưa cho tôi toàn bộ cái nội dung thì tôi thấy sư thầy có ghi ra một cái việc là thủ tục bắt đầu phiên tòa, xét hỏi, tranh luận, rồi nghị án và tuyên án. Thì tôi lý sơ qua, tôi nói cái này giống của tôi quá. Thì sư thầy bảo đúng rồi chị Thu ơi, tôi phải coi cái video của chị Thu 1 lần, 2 lần, 5 lần, 7 lần. Và tôi ghi lại, tôi nghĩ rằng tôi có những lúc tôi sẽ cần đến nó. Chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta sẽ hoan nghênh rất tất cả anh chị em. Không có nghĩa rằng là chúng tôi mang đến cho quý vị một cái câu chuyện pháp luật để cho quý vị và các bạn tranh chấp từng cái nhỏ nhất trong gia đình. Tuy nhiên tôi đem đến cho quý vị và các bạn một cái câu chuyện Dân Ta Phải Biết Luật Ta, để biết đâu quý vị là một chuyên gia hòa giải, để biết đâu quý vị là một trong những người thân trong gia đình, những người uy tín trong gia đình. Quý vị và các bạn biết rằng tôi đã từng xem chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, để quý vị và các bạn là một người vợ, một người chồng, mình am hiểu pháp luật, áp
dụng vào trong cái gia đình mình một cách chuẩn xác, và sẽ không có những cái tư tưởng gọi là phong kiến. Rất là nhiều cái gia đình trọng nam khinh nữ, bà đi lấy chồng là hết phim rồi đó, còn lại tài sản này là ba mẹ cho tôi, vì tôi là độc thân trong một cái gia đình mà có 8 người con, tôi là con trai duy nhất, dĩ nhiên tôi được hưởng. Thưa quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Xin trân trọng cảm ơn.